cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Tòa án New York đã giúp quỹ tranh cử của Tổng thống Trump, nữ hữu cực khủng bỏ xa Joe Biden. Tiết lộ cực sốc, chính con dâu Joe Biden đã đẩy con trai Hunter vào vòng lao lý 6 năm tù giam sau một đêm mân ngái. Quá nhục nhã, Joe Biden bị Tổng thống Ukraine chửi xuống xã chỉ vì không tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị thân mến, chiến dịch Trump và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa huy động được 141 triệu đô la trong tháng 5 nhờ làn sóng ủng hộ Donald Trump sau phán quyết bất công từ tòa án New York. Cụ thể, theo chiến dịch tái tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa OIC ngày 3 tháng 6 cho biết, trong tháng 5, họ đã nhận được hơn 2 triệu khoản quyên góp, mức trung bình là 70,27 đô la mỗi khoản, gấp đôi tổng số tiền huy động được tháng 4. Trong tổng số tiền 141 triệu đô la, có khoảng 53 triệu đô la mà chiến dịch Trump nhận về chỉ trong 24 giờ sau khi bùi thẩm đoàn New York kết luận ông phạm tội giả mạo hồ sơ kinh doanh để chi tiền biệt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniel. Chiến dịch Trump và ONC cho biết, việc người ủng hộ tăng đóng góp cho thấy họ đã nhìn thấu phiên tòa dàn dựng và phán quyết nhằm vào cựu tổng thống khiến dân Mỹ phẫn nộ. Chiến dịch của tổng thống Joe Biden dù chưa công bố số tiền huy động được trong tháng 5 nhưng cũng gây quỹ hiệu quả trong 24 giờ sau khi ông Trump bị kết luận phạm tội, theo nguồn Thảo tin. Trong nhiều tháng qua, chiến dịch của ông Biden thường xuyên vượt chiến dịch Trump về khả năng gây quỹ. Tuy nhiên, ông Trump hồi tháng 4 lần đầu vượt ông Biden về khoản gây quỹ khi thu về hơn 76 triệu đô la, trong khi con số này của Tổng thống Mỹ là 51 triệu đô la. Tổng số tiền gây quỹ của hai chiến dịch, sẽ được xác nhận lần cuối khi nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang. Thưa quý vị, câu chuyện loạn luân gia đình Joe Biden thì chúng ta đã không xa lạ gì. Cụ Biden thì cướp vợ của bạn thân và bắt ép chính con gái tấm chuông. Quý tử hình Joe Biden cũng không kém cạnh cha khi hút luôn chị dâu khi anh trai vừa mới qua đời. Sự đôi bại của cha con nhà Biden không thể diễn tả bằng lời hết được. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Hình sợ Biden đã lập tức gặp báo ứng ngay sau đêm ngủ với chị dâu sau đêm ân ái mặn nồng giữa Hunter Biden và chị dâu khi anh trai vừa mới mất, cặp đôi này đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt sau khi cô vứt khẩu súng của em chồng. Không ngờ sự việc khiến Hunter bị truy tố sau 6 năm. Hallie Biden thức dậy vào sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018 sau khi Hunter Biden, em trai Bob Biden, người chồng quá cố của cô, tới ngủ qua đêm. Trong lúc Hunter ngủ, cô đưa hai con tới trường và quay lại lục loại xe bán tải anh đổ bên ngoài, lo lắng không biết anh giấu gì bên trong khi tìm thấy một khẩu súng ngắn Colt Cobra 38 mới mua. Hallis run rẩy, vừa tức vừa sợ, cô nhét khẩu súng vào túi mua hàng, lái xe tới một siêu thị gần đó, vứt khẩu súng vào thùng rác trước khi vào trong mua sắm. Hành động này của cô đã dẫn tới cuộc tranh cãi nảy lửa với em chồng, sau đó là phiên tòa xét xử hình sau 6 năm, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 với cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp. Khi quay về, cô thấy hình tờ đã lái xe đi nên gọi điện thông báo cho anh biết đã tìm thấy khẩu súng và vứt đi. Hunter tức giận, bảo Haley lấy lại ngay. Thời điểm đó, theo ông Joe Biden đang lên kế hoạch trên cửa tổng thống. Cô đi ngà, Hunter nhắn cho Haley. Theo cáo trạng của công tố viên, nói cho tôi rõ cô vứt nó ở đâu, đây không phải trò đùa. Cô đang cư xử cực kỳ vô trách nhiệm. 8 giây sau, Hunter nhắn tiếp, nói cho tôi ngay. Haley không thể tin vào mắt mình khi đọc những dòng tin nhắn mà Hunter, người đã thừa nhận nghiện ma túy và tàn trữ súng trong xe đổ bên ngoài nhà cô, giờ đây lại chỉ trích cô. Hãy đi cai nghiện đi, phải dừng lại mọi chuyện, đừng chạy trốn nữa. Cô nhắn với em chồng, nói thêm rằng cảnh sát đang tới. Halle quay lại siêu thị trước buổi trưa, kiểm tra hai thùng rác và không thấy khẩu súng mà cô đã vứt. Cô tới gặp chủ siêu thị để trình bày câu chuyện. Cảnh sát sau đó tới siêu thị và lập hồ sơ vụ mất súng, trong đó coi Hadi là nghi phạm còn Hunter là nạn nhân. Sĩ quan cảnh sát nghi ngờ vì thấy Hallie lảng tránh khi được hỏi liệu khẩu súng có được sử dụng vào mục đích phạm tội hay cô có tìm được ma túy không. Viên cảnh sát cho hay, tôi thấy cô ấy không đáng tin, cứ nói quanh co. Hallie gọi cho Hunter, người cũng đến siêu thị nói chuyện với cảnh sát và giải thích. Anh để súng trong xe vì không muốn mang vào nhà Hallie do trong nhà có trẻ em. Anh nghi ngờ nhân viên cửa hàng lấy súng trong thùng rác, đồng thời chỉ tay vào hai người đàn ông Mỹ Latin mặc áo đồng phục siêu thị. Khi được hỏi có kể cho bất kỳ ai về sự việc hay không, kể cả ông Biden, Hunter trả lời, tôi chưa bao giờ gọi điện nhờ vả bố tôi bất kỳ chuyện gì, tôi luôn tự giải quyết vấn đề của mình. Cảnh sát hỏi có phải anh đang sử dụng ma túy hay không, và đó là lý do Harley lục soát xe, nhưng Hunter bác bỏ cho hay, tôi nghĩ rằng cô ấy tưởng tôi muốn tự tử. Vài tiếng sau, Hunter quay sang cáo buộc Harley vứt súng nơi công cộng, đặc biệt ở nơi đối diện trường học. Ngoài chuyện tôi quay lại gặp em để cố gắng lần nữa, tôi còn có thể làm gì? Vậy mà em làm thế với tôi, chẳng ai có lý trí lại tin em sẽ giúp tôi cai nghiện. Có phải em muốn tôi chết không? Xin lỗi, em chỉ muốn anh an toàn, nhưng anh cắt súng trong xe là không an toàn. haley trả lời, cửa xe vẫn mở, cửa kính hạ, đủ trẻ có thể lục loại trong xe. Những tin nhắn này được đệ trình trong cáo trạng của công tố viên, cáo buộc Hunter Biden mua và sở hữu súng trái phép trong lúc đang nhị ma túy. Chúng cũng phản ánh bi kịch của gia đình Biden sau khi bầu qua đời vì ung thư năm 2015. Haley là vợ của bầu, người sao đăng lên của gia đình Biden, người được kỳ vọng sẽ tranh cử tổng thống tương lai. Không lâu sau khi anh trai bầu qua đời, Hunter có quan hệ tình cảm với chị do Haley và đã thuyết phục ông Biden, khi đó là cựu phó tổng thống Mỹ ủng hộ mối quan hệ này. Hai người chuyển tới sống chung trong căn hộ ở Annapolis không được bao lâu thì xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa và khẩu súng bị vứt đã đẩy mọi thứ đến cao trào. Cuộc truy tìm khẩu súng của cảnh sát hướng đến một người đàn ông lớn tuổi hay lục thùng rác để gom ve chai. Không ai biết làm cách nào để tìm được ông ta. Cho tới một ngày, nhân viên một ngân hàng địa phương gọi điện cho cảnh sát thông báo nhìn thấy người này. Trung úy Miller Chris tới, theo dõi người đàn ông lục rác gần một tiếng và cuối cùng tới bắt chuyện. Hỏi ông ta phải chăng gần đây có người vứt đi thứ gì đó, đáng lẽ không nên vứt trong thùng rác. Vâng, có. Người đàn ông trả lời, cho hay đó là một khẩu súng con Ông ta để súng ở nhà và dẫn đường cho Greer về lấy. Viên cảnh sát tìm được một túi da đựng khẩu súng, một hộp đạn, một hộp đựng son dưỡng môi và thiết bị nạp đạn nhanh. Ngày 30 tháng 10 năm 2018, các công tố quyết định khép vụ án lấy cấp súng bởi Hunter Biden không muốn truy xét. Nhưng sau 6 năm, khi điều tra một cáo buộc liên quan đến thuế, các điều tra viên liên bang lục lại hồ sơ và phát hiện Hunter đã khai báo gian dối khi làm đơn đăng ký mua khẩu súng. Anh đã tích vào ô không khi được hỏi có sử dụng ma túy hay chất kích thích nào vào thời điểm mua súng hay không, trong khi anh đã phải vào trại cai nghiện do nghiện rượu ma túy. Năm 2017, cảnh sát bang Arizona tìm thấy dụng cụ hút ma túy trong chiếc xe bị hư hại của anh sau một vụ tai nạn. Những tin nhắn cãi vã qua lại giữa Hunter và Haley giờ đây đã trở thành bằng chứng quan trọng chống lại anh. Công tố viên đã đưa Haley, người biết rõ về vụ mua súng và tình trạng nghiện ngập của Hunter, vào danh sách nhân chứng được triệu tập. Nói cách khác, còn giàu của ông Biden nhiều khả năng ra làm chứng trong phiên tòa chống lại con trai của ông. Thưa quý vị, dù đã tìm mọi cách để kéo dài cuộc chiến tại Ukraine bằng cách liên tục bơm tiền, nhưng Joe Biden đã bị chính Tổng thống Ukraine chửi khéo chỉ vì không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy sĩ. Tòa bạch ốc ngày 3 tháng 6 không nêu rõ lý do ông Biden không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Tuy nhiên, theo tờ Politico ông Biden dường như sẽ tham dự một sự kiện quy quỹ tranh cử ở Los Angeles do các diễn viên George Clooney và Julia Roberts chủ trì, được lên kế hoạch vào cuối tuần diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Người Ukraine đã hy vọng rằng Tổng thống Biden sẽ xuất hiện tại hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Pháp từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6. Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Brussels tuần trước, tôi tin rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình cần Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo khác cần Tổng thống Biden vì họ sẽ dõi theo phản ứng của Mỹ. Ông Zelensky cho rằng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ sẽ chỉ đáp được bằng một trang pháo tay của Tổng thống Nga Putin. Theo văn phòng của Tổng thống Zelensky, Ukraine sẽ nhận được xác nhận về việc tham dự hội nghị từ hơn 100 nước. Dù vậy, một số quốc gia quan trọng, bao gồm cả Trung Quốc, đã từ chối tham dự với lý do không có đại diện từ Nga trong hội nghị thượng đỉnh ông zelensky chỉ trích bắc kinh bỏ qua sự kiện trên nói rằng quyết định này đang giúp nga làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình